Mến chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày chủ nhật quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Trần Quý bên quận 11. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ với quý vị một cái địa điểm mà chị bán cơm tấm ở vỉa hè ở đây này. Ngay trên con đường Trần Quý luôn nha quý vị. Ở đây có một chị gái chị bán cơm tấm, mình đi qua thì mình nhìn mình thấy rất là hấp dẫn nên là Kiên vào xin chị quay và chia sẻ với quý vị nhé. Đây cái con cơm tấm của mình nó nằm ở phía bên kia kìa, bên kia đường kìa. Giờ Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng sang đó khám phá cái quán cơm tấm ở đây nhé. Đây là cái con đường Trần Quý quý vị ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng sang bên kia nhé. Đây có một chị đang nướng sườn bên này này. Khói nghi ngút luôn. Đấy. Bên trong kia là cái bàn đồ ăn kìa. Chúng ta sẽ vào cái bàn đồ ăn trước nhé. Đây quý vị, đây chị đang cắt đồ ăn cho khách này. Em chào chị. Em ở đây vô luôn à? Hay khỏi gì hay? Em về em trang cho nó đi. Đấy, bên này, ở đây là địa chỉ là 213 đường Trần Quý, phường 4 quận 11 nha quý vị. Phường 4 quận 11. Em chào chị. Ở đây chị bán được lâu chưa chị? 26 năm rồi. 26 năm rồi. Wow. Ở đây là chị bán cơm tấm, chị giới thiệu một chút được không? Giới thiệu cái gì giờ? Giới thiệu ở đây mình có những món gì hả chị? Thì cái này là da heo xí mại hột vịt. Dạ. Với sườn bì chả. Dạ. Da cá ấp la. À. Tép. Chà bông. Rồi thôi, đâu có gì nữa đâu. À vậy là hết rồi đúng không? Ừ. Ở đây mình bán 26 năm rồi hả chị ha? Ừ. À, vậy là chị bán từ mấy giờ chị nhỉ? 6 giờ, 10 giờ chị dẹp rồi. À 6 giờ sáng đến 10 giờ là dẹp ha, 10 giờ là nghỉ rồi ha. Vậy là ngày nào chị cũng bán ở đây hả chị? Đúng rồi. À. Một tháng vậy là không nghỉ ngày nào đúng không chị? Hả? Một tháng vậy là không nghỉ ngày nào đúng không? Có nghỉ chứ em. À. Phải nghỉ chứ, bán phải nghỉ. Bây giờ mình nghỉ ngày bao nhiêu? Bán tháng có mấy bữa, mình bán tham mấy nhà giống vô chừng vậy, dầm à. Một mình phải nghỉ. À, dầm mùng 1 là chị nghỉ đúng không? Là sáng chị phải dậy mấy giờ để chuẩn bị cái đồ ăn này chị? À chị hả, 4 giờ chị dậy rồi. 4 giờ bắt đầu dậy rồi. À. Chị ở bên quận 8 ấy, đâu ở đây. Ồ, bên quận 8 mà đi qua đây bán luôn. Thì là mình nấu bên đó là mình đem qua đây rồi chị? Đúng rồi. Dạ. Đây chị đang cắt sườn ha, cắt cái nào cái cháy cháy là chị khét là chị cắt đi ha. Một phần như vậy là bao nhiêu chị nhỉ? Sườn 30. À. Sườn cả 35. Dạ. Sườn ấp la cũng 35. Dạ. Đầy đủ là 35 luôn hả? Không, ví dụ em ăn sườn bì chả thì 40. Dạ. Sườn bì chả 40 thôi. Đầy đủ đấy, đầy đủ đấy. Đây là chị bán là mình ăn, mình ngồi ngoài này này, có bàn ghế này ha, quý vị. Đây là nồi cơm gì ha, nồi cơm này quý vị. Đấy, nồi cơm tấm của chị đây. Sáng là hết nồi này là nghỉ đấy. Bán xíu à. Bán xíu là hết rồi. Không có bán gì nữa. Dạ. Phần 8 là mình ở bên đó là chị nấu rồi chị đi chở bằng xe máy qua đây hả? Chở đơm. Chở xe ôm qua đây. Đấy, mình ngồi đây là mình ăn cơm tấm luôn. Đây cái chả này chị làm. Bán hai mươi mấy năm rồi, biết đã quen đúng không chị ha? Dạ. Bán rồi 26 năm. 26 năm rồi. Đúng là ở đây luôn đúng không chị? Ở đây luôn. À. Ngồi đây đó giờ.
giờ này mới nướng nóng là ăn ngon liền nữa ngon này. Anh em thấy có hai loại sườn đúng không chị? Có một loại nhiều mỡ, một loại ít mỡ đúng không? Một loại là nó ba chỉ á. À, có nhiều người thích ăn ba chỉ, có nhiều người là thích ăn nạc. Bên kia có đồ chua nữa. Chua. Đây chưa? Có ăn 50. Tính luôn còn hay đá nha. Lấy chút xíu cho các chị. Đợi em chút nha. Ừ. Bán 3 hộp cho nó. Quà ơi. Anh hay ăn cơm đấy không anh? Quay bả lên truyền hình luôn. Bà làm dán rồi. Làm dán làm sao nói chậm hả thôi.
Đi bao lên lai vậy rồi. Bán thì sao sao quá. Rồi 35.000 của anh nè. Hộp sườn chả luôn. Cái nồi nó lủng luôn rồi chị. Tại bán cái nồi này mười mấy rồi. Cái này mười mấy năm rồi. À, bán cái nồi này mười mấy năm rồi, nhôm rồi chị ha. Nhôm. À, cái này có cái nồi mà nó lủng luôn nè. Nồi mà lủng luôn mà vẫn nấu được á. Chị gõ với nó lủng. À, gõ với nó lủng luôn. Chị chả lấy nồi vô mà. Nấu này là nó vẫn chín bình thường vậy ha, nó không bị ha. Đúng rồi. À. Có đợi em cái có ơi. Anh ăn ớt không anh ơi? Đây cho em gỡ luôn. Có chả ăn được không? Có ăn đồ chua không con? Có lấy đồ chua không? Gõ cái là lủng. Gõ như mà nó lủng á. Lủng nồi luôn, gõ lủng nồi. Đây chị làm cho em một cái phần cơm sườn bì chả nhé. Sườn bì chả. À. Cục. Cái này. Lấy nạc xem không? Lấy nạc nha, lấy nạc. Này có tóp mỡ này này, mỡ, mỡ hành này. Ăn tép mỡ hả? Có, lát đèn tóp mỡ. Này đồ chua. Buổi sáng làm đĩa cơm này là no luôn, đến trưa luôn. Lấy cái nóng kìa. Chị cắt ra nha. Dạ, cắt hộ em. Này bì chả tóp mỡ. Rồi mời quý vị ăn sáng với Kiên nha. Nước mắm em ăn ớt không? Có chị em. Rồi rồi hấp dẫn quá. Đi phần này là 40 đúng không chị? Đúng rồi. Dạ đấy, phần 40 đấy, đầy đủ quý vị ha. Đây cái đĩa cơm sườn bì chả của Kiên đây quý vị. Cái này là nước mắm này. Trời, chả chứ mày. Phần này là 40 ngàn nhá. Chị bán ở đây là 26 năm rồi. Ngay vỉa hè đường Trần Quý, phường 4, quận 11 nha quý vị. Ở đây là số 213, 213 đường Trần Quý, phường 4, quận 11. Rồi, kính mời quý vị nhé. Sáng ăn cơm tấm. Cái này là tóp mỡ này, bì này.
chả này. Cái hạt cơm tấm ở đây quý vị rất là tơi luôn đó. Cơm tấm ở đây tấm của chị nấu tơi lắm, không có bị dính nhau á. Rồi mời quý vị ăn sáng. Đây là sườn, sườn miếng ở đây chỉ có hai loại sườn, một loại sườn mỡ, một loại sườn nạc nhé. Sườn nóng là ngon lắm. Cơm tấm Sài Gòn. Ăn cái tấm mỡ này nó giòn ghê á. Nó giòn mà thơm. Ở đây có gà, gà kêu luôn, gà gáy. Đây, mình sẽ thử cái chả nha. Nó thơm không quý? Thơm béo. Yeah, I know that one.
À, quý vị ơi, vừa rồi thì Kiên đã thưởng thức hết một cái đĩa cơm tấm sườn bì chả của chị bán nhé. Cơm tấm ở đây chị bán rất là ngon quý vị ha. Địa chỉ ở đây là 213 đường Trần Quý, phường 4, quận 11. Quý vị có dịp thì hãy ghé thưởng thức cơm tấm của chị nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.